Vâng, thưa quý vị, trong bản tin an ninh chính trị nóng nhất 24 giờ hôm nay, mời quý vị đến với tin trình sau đây. Phía Thủy Tiên Công Vinh tuyên bố xanh dờn khi biết tin PC02 Công an thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận đơn tố giác vào cuộc điều tra. Bộ Công an đề nghị hai huyện ở Nghệ An cung cấp thông tin về việc cứu trợ lũ lụt của ca sĩ Thủy Tiên. Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc tỉnh Quảng Bình không nắm được số tiền Thủy Tiên hỗ trợ, chỉ biết là trao cho 15.000 trường hợp. CEO Đại Nam lật bài Nhâm Hoàng Khang khi từ chối nhận 1 tỷ tiền thưởng, phủ nhận việc cậu IT là cánh tay phải. Khởi tố hai đối tượng giả danh công an lừa đảo chiếm đoạt hơn 170 triệu đồng. Bắt giữ nhóm thiếu niên táo tợn chặn đường, dí dao cướp hàng loạt xe máy ở Quảng Bình. Và sau đây mời quý vị đến với nội dung chi tiết. Mở đầu là thông tin phía Thủy Tiên Công Vinh tuyên bố xanh dờn khi biết tin PC02 Công an thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận đơn tố giác vào cuộc điều tra. Thủy Tiên Công Vinh là cái tên được nhắc đến rất nhiều trong thời gian qua, nguyên nhân vì loạt ồn ào từ thiện của cặp đôi. Theo đó, dư luận nghi ngờ giọng ca Giấc Mơ Tuyết Trắng có khuất tất trong việc sử dụng tiền quyên góp từ các mạnh thường quân. Sau khi Bộ Công an vào cuộc rà soát một số tài khoản kêu gọi tiền từ thiện, vợ chồng nữ ca sĩ càng bị dư luận réo gọi nhiều hơn. Vừa qua, tài khoản PN gây chú ý khi chia sẻ thông tin Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.HCM PC02 đã tiếp nhận đơn tố giác Thủy Tiên. Lá đơn hiện đã được chuyển đến phòng cơ quan cảnh sát điều tra PC01 để giải quyết. Trong bài đăng, PN tiết lộ mình đã theo đuổi cuộc chiến pháp lý này được gần một năm chỉ vì muốn tìm ra sự thật trong chuyện từ thiện của Thủy Tiên. Trong văn bản ghi rõ là đã chuyển đến cơ quan văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra PC01 để làm rõ sự việc khuất tất, chênh lệch số tiền 81 tỷ 300 triệu đồng trong gói 177 tỷ tiền từ thiện mà chính Thủy Tiên đã báo cáo. Có nghĩa là cơ quan điều tra xem như đã chính thức vào cuộc, N cho biết. Ngay lập tức, thông tin này khiến cho dư luận bàn tán xôn xao. Nhiều người tỏ ra vui mừng cho rằng vụ việc ồn ào của Thủy Tiên Công Vinh sắp sửa có đáp án cuối cùng. Dĩ nhiên, cặp đôi khó tránh được những lời mỉa mai và châm chọc. Phía Thủy Tiên đã có phản hồi đầu tiên về tin đồn PC02 tiếp nhận đơn tố giác. Đại diện pháp lý của nữ ca sĩ chia sẻ. Hiện tại toàn bộ thông tin liên quan hoạt động thiện nguyện của Thủy Tiên và những hoạt động nói xấu gia đình Công Vinh Thủy Tiên trên mạng, như tôi đã thông báo trong thông cáo báo chí, chúng tôi yêu cầu và đang phối hợp với tất cả các cơ quan nhà nước, trong đó có Bộ Công an để làm rõ. Hiện tại tôi không thể chia sẻ bất cứ thông tin nào khác cũng như bình luận nào. Tất cả đang chờ sự phán quyết công tâm từ cơ quan chức năng và trả lại sự trong sạch cho Thủy Tiên. Câu trả lời của phía Thủy Tiên Công Vinh chưa đủ làm hài lòng dư luận vì không cung cấp được nhiều thông tin. Hiện tại vụ việc đang chiếm nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng. Chuyển sang tin tức tiếp theo. Bộ Công an đề nghị hai huyện ở Nghệ An cung cấp thông tin về việc cứu trợ lũ lụt của ca sĩ Thủy Tiên. Thưa quý vị, ngày 8 tháng 10, bà Thái Thị Hải Châu, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Hưng Nguyên, Nghệ An cho biết, đơn vị này và Ủy ban Nhân dân huyện đã nhận được văn bản của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đề nghị cung cấp tường trình liên quan đến hoạt động từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên trên địa bàn huyện trong đợt cứu trợ lũ lụt năm 2020. Theo bà Châu, hiện đơn vị đang thống kê tổng hợp các nội dung để có báo cáo gửi Bộ Công an. Phía Ủy ban Nhân dân huyện cũng nhận được văn bản tương tự và đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện cung cấp thông tin, tài liệu liên quan. Bà Châu cho biết thêm, trước đó cơ quan này có văn bản xác nhận ca sĩ Thủy Tiên đến phát quà cứu trợ lũ lụt cho huyện này vào ngày 3 tháng 11 năm 2020. Cụ thể, toàn bộ huyện này có 458 hộ gia đình ở 7 xã được nhận quà với mỗi suất 5 triệu đồng. Riêng có một suất 10 triệu và một suất 30 triệu. Tổng số tiền người dân huyện này nhận được từ ca sĩ Thủy Tiên 2 tỷ 320 triệu đồng. Bà Châu nói đơn vị sẽ làm báo cáo gửi Bộ Công an dựa trên văn bản xác nhận trên và dựa vào thực tế những gì đã nhận từ ca sĩ Thủy Tiên và thực tế hoạt động từ thiện đã diễn ra trên địa bàn. Theo bà Châu, trước khi ca sĩ Thủy Tiên về trao tiền cho người dân, các cơ quan chức năng của huyện Hưng Nguyên phối hợp lựa chọn những hộ dân thực sự khó khăn và bị ảnh hưởng nặng nề nhất do lũ lụt gây ra để lập danh sách nhận quà. Danh sách người dân nhận tiền hỗ trợ được lập từ xóm, xã, có danh sách và có phiếu nhận rõ ràng cụ thể. Người dân của xóm xã nào nhận tiền được xóm xã đó quản lý và phát phiếu để tránh không bị nhầm lẫn, sai sót hoặc phát thừa. Việc từ thiện trên địa bàn huyện diễn ra thực tế, công khai và có sự chứng kiến của các cơ quan chức năng, người dân trên địa bàn, bà Châu chia sẻ. Trao đổi với phóng viên chiều ngày 7 tháng 10, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Chương cho biết, huyện này nhận được văn bản của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đề nghị cung cấp thông tin tài liệu liên quan đến hoạt động từ thiện, cứu trợ lũ lụt của ca sĩ Thủy Tiên trên địa bàn vào năm 2020. Sau khi nhận được văn bản từ Bộ Công an, huyện Thanh Chương đã giao cho các xã, xóm có người dân được nhận tiền từ ca sĩ Thủy Tiên rà soát lại danh sách, thông tin, số tiền nhận được để có cơ sở báo cáo Bộ Công an.
Ông Lê Thiết Hùng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Thanh Chương cho biết, đơn vị đang làm báo cáo liên quan một số đề nghị của cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an về thông tin từ thiện và việc có tham gia chứng kiến buổi trao quà của ca sĩ Thủy Tiên trong đợt cứu trợ lũ lụt năm 2020 trên địa bàn hay không. Được biết, tại huyện Thanh Chương, Nghệ An, ca sĩ Thủy Tiên đã về trao quà ngày 3 tháng 11 năm 2020 cho hơn 500 hộ dân bị ảnh hưởng lũ lụt. Các hộ dân được nhận tiền theo nhiều mức từ 5 đến 20 triệu. Tổng số tiền người dân trên địa bàn huyện này được nhận 5 tỷ 189 triệu. Ngoài ra, ca sĩ Thủy Tiên hỗ trợ 1,5 tỷ xây dựng 2 cầu dân sinh trên địa bàn huyện Thanh Chương bị sập do lũ lụt, tặng 10 xuồng cứu hộ trị giá 200 triệu đồng cho các xã thường xuyên bị ngập lụt. Hiện 2 cây cầu đã xây dựng xong, bàn giao và đi vào hoạt động. 10 xuồng cứu hộ cũng được trao tặng cho 10 xã trên địa bàn huyện này. Được biết, sau khi Thủy Tiên về trao quà cho người dân ở hai huyện Thanh Chương và Hưng Nguyên, trong ngày 3 tháng 11 năm 2020, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An Võ Thị Minh Sinh đã có thư cảm ơn gửi họ. Chuyển sang tin tức tiếp theo, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc tỉnh Quảng Bình không nắm được số tiền Thủy Tiên hỗ trợ, chỉ biết là trao cho 15.000 trường hợp. Liên quan sự việc, các địa phương tại tỉnh Quảng Bình tiến hành thu thập chứng cứ, đồ vật, tài liệu, dữ liệu liên quan hoạt động từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên trong năm 2020, theo công văn yêu cầu của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an để phục vụ công tác điều tra. Bà Phạm Thị Hân, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Bình xác nhận, trong năm 2020, đoàn từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên có về hỗ trợ cho người dân của tỉnh. Tuy nhiên, bà Hân khẳng định đoàn của Thủy Tiên không thông qua Mặt trận Tổ quốc khi đến giúp đỡ người dân Quảng Bình. Họ chủ động liên lạc với chính quyền địa phương dưới để trao tiền trực tiếp chứ không qua Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Chúng tôi chỉ nắm thông tin vì trong thời điểm đó phải điều phối hoạt động của rất nhiều đoàn khác nhau có thông qua mặt trận. Họ chỉ báo và phối hợp với địa phương chứ không thông qua mặt trận, bà Hân nói. Về số tiền cụ thể mà đoàn từ thiện ca sĩ Thủy Tiên trao tặng người dân tỉnh Quảng Bình, bà Hân cho hay, Mặt trận Tổ quốc tỉnh không nắm được. Theo bà Hân, theo nguyên tắc để xác nhận con số cụ thể về số tiền quà, thì bây giờ trao ở địa phương nào, số tiền bao nhiêu, các địa phương thống kê và xác nhận. Bản thân Mặt trận Tổ quốc không tham gia nên không thể nắm chắc được cụ thể. Nhân dân Quảng Bình rất trân quý khi trong lúc khó khăn nhận được sự hỗ trợ kịp thời từ các đoàn từ thiện, trong đó có ca sĩ Thủy Tiên. Đó là hành động rất đáng quý. Bây giờ nếu xác minh thì phải đến từng xã thống kê cụ thể cho bao nhiêu suất, suất bao nhiêu tiền thì mới có con số cụ thể được. Mặt trận thì không tham gia, không dính dáng gì cho nên không nắm được cụ thể. Mặt trận chỉ nắm được là trao hỗ trợ cho 15.000 trường hợp ở các huyện, còn số tiền chính thức thì không rõ nữa, bà Hân khẳng định. Theo bà Hân, việc hỗ trợ từ thiện là việc làm rất đáng quý, nhưng qua sự việc lùm xùm của nữ ca sĩ Thủy Tiên, các đoàn nên thông qua các cơ quan chuyên trách như Mặt trận Tổ quốc, Ban cứu trợ của tỉnh. Bà Hân cho biết trong năm 2020, không chỉ đoàn Thủy Tiên mà rất nhiều đoàn khác trực tiếp đến các địa phương, dẫn đến tình trạng chồng chéo, không có sự phân bổ hợp lý. Hoạt động từ thiện là rất đáng chú ý, nhưng cách làm thì phải minh bạch, bài bản, thông qua cơ quan cụ thể để tránh sự việc đáng tiếc, bà Hân nói. Liên quan đến sự việc, Ban dân vận tỉnh ủy Quảng Bình cho biết cũng không có số liệu báo cáo và không nhận được sự phối hợp, hỗ trợ từ ca sĩ Thủy Tiên khi đến cứu trợ Quảng Bình nên không nắm rõ. Trong ngày 7 tháng 10, UBND huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình có văn bản yêu cầu UBND các xã thị trấn, hội chữ thập đỏ huyện cung cấp thông tin, tài liệu liên quan hoạt động từ thiện năm 2020 liên quan đến bà Trần Thị Thủy Tiên, tức ca sĩ Thủy Tiên. Về thu thập chứng cứ, đồ vật, tài liệu, dữ liệu liên quan hoạt động từ thiện ca sĩ Thủy Tiên trong năm 2020 trên địa bàn huyện, thực hiện theo công văn yêu cầu của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an để phục vụ công tác điều tra. CEO Đại Nam lật bài Nhâm Hoàng Khang khi từ chối nhận 1 tỷ tiền thưởng, phủ nhận việc cậu IT là cánh tay phải. Thưa quý vị, Nhâm Hoàng Khang được biết đến là lập trình viên nổi tiếng. Trước khi bị bắt vì liên quan đến vụ tống tiền, Nhâm Hoàng Khang từng dính vào lùm xùm với bà Nguyễn Phương Hằng. Cậu IT từng được xem là trợ thủ đắc lực của CEO Đại Nam, giúp nữ đại gia tìm ra nhiều sự thật động trời. Tuy nhiên mới đây, bà Phương Hằng tiết lộ một vài tình tiết liên quan về mối quan hệ với Nhâm Hoàng Khang. Cụ thể, vào thời điểm bà Phương Hằng đăng tải thông tin trao 1 tỷ cho ai tìm được danh tính thực sự của tài khoản vô thường, người chuyên chống phá công kích sau lưng bà, Nhâm Hoàng Khang đã xuất hiện. Cậu IT liên hệ với Đại Nam và giúp bà tìm được danh tính kẻ đứng sau này. Tuy nhiên, khi bà Hằng trả 1 tỷ tiền thưởng như lời hứa, Nhâm Hoàng Khang không nhận. Cậu IT anh bất ngờ đề nghị tự mình sẽ làm một tờ biên lai chuyển tiền giả trị giá 500 triệu, không nhận bất cứ đồng nào từ CEO Đại Nam. Mới đầu tôi cũng chưa biết gì về Nhâm Hoàng Khang, tôi hồn nhiên lắm, tôi lo công việc, lo công ty, lo cho con tôi. Bỗng nhiên Khang tốt với tôi như vậy, tôi cho 1 tỷ và không nhận. Khang làm một cái phiếu tiền giả 500 triệu rồi bảo đưa ra như thế để mọi người không đánh giá tôi. Tôi nói nhận thì nhận, không nhận thì thôi, với tôi 1 tỷ không phải lớn. Nhưng công của em nó thì em cứ nhận 1 tỷ mà nhất định nó không nhận. Bằng kinh nghiệm sống của mình, bà phát hiện được người này không hề đơn giản, nhất định cắt đứt mọi mối quan hệ sau đó với Nhâm Hoàng Khang.
CEO Đại Nam nghi ngờ chính người này đứng sau một loạt tài khoản Facebook có tích xanh đã được đổi tên Nguyễn Phương Hằng đi cãi lộ trên mạng trong thời gian tài khoản thật của bà tạm khóa lại. Điều này khiến dân mạng hiểu lầm bà. Bà Phương Hằng nghi ngờ việc tài khoản mạng xã hội khác của mình bị tác động nên những tin nhắn riêng tư của bà cùng bạn bè mới bị lộ ra. Nhâm Hoàng Khang khoe với tôi là có thể xâm nhập vào bất cứ website và cuộc trò chuyện với mọi người đều được ghi âm. Điều này khiến tôi thấy sợ hãi, bởi tôi là một doanh nghiệp tử tế làm ăn mà giao du với kẻ làm những điều vi phạm pháp luật. Sao tôi và một kẻ như thế có thể chung chí hướng được? Tôi chơi với những người như vậy được ư? Không được. Chính vì những lý do này, nữ CEO đã chủ động công khai trên mạng xã hội cắt đứt mối quan hệ với cậu IT. Từ thời điểm này, hai người bắt đầu liên tục có những động thái công kích nhau trên mạng khiến nhiều người chú ý. CEO Đại Nam khẳng định không bao giờ coi việc Nhâm Hoàng Khang là cánh tay phải. Những gì lan truyền trên mạng xã hội hoàn toàn là sai lầm. Tin tiếp theo, khởi tố hai đối tượng giả danh công an lừa đảo chiếm đoạt hơn 170 triệu. Kính thưa quý vị và các bạn, thông tin trên được đại diện công an huyện Văn Chấn Yên Bái xác nhận với phóng viên ngày 8 tháng 10. Theo điều tra của công an, để có tiền chơi game, ngày 3 tháng 8 năm 2021, Vũ Mạnh Hùng 31 tuổi, trú tại xã Thượng Bằng La, Văn Chấn Yên Bái, lừa tiền của Quy 26 tuổi, trú Văn Chấn Yên Bái bằng cách dụ dỗ Quy đóng góp tiền để cho vay vốn. Sau đó Quy đồng ý và chuyển cho Hùng qua ứng dụng trên điện thoại di động. Sau khi lấy được tiền của Quy, Hùng tiếp tục nhắn tin nói với Quy, Quy đã chuyển nhầm tiền cho người khác vì Hùng đã mất tài khoản Zalo. Hùng nói với Quy rằng nếu muốn lấy lại được số tiền trên thì phải tiếp tục chuyển tiền cho Hùng để Hùng nhờ người khác tìm kẻ lừa đảo ở Bắc Giang. Lúc này Quy đồng ý và tiếp tục chuyển khoản cho Hùng. Đến ngày 26 tháng 8, khi Quy đòi Hùng số tiền lãi mà trước đó cả hai thỏa thuận góp vốn chung, Hùng nói rằng bản thân đang bị công an huyện Văn Chấn điều tra về hành vi cho vay nặng lãi và bảo Quy phải chuyển thêm tiền để lo lót chạy tội. Tiếp đó ngày 27 tháng 8, Hùng tiếp tục nói dối rằng kẻ mà Hùng thuê đi tìm đối tượng lừa đảo Bắc Giang bị công an tỉnh Bắc Giang bắt vì hành vi đánh nhau. Đồng thời Hùng yêu cầu Quy phải có trách nhiệm lo lót tiền để đưa người đó ra. Lúc này Quy đã tin và tiếp tục chuyển khoản cho Hùng. Đến ngày 7 tháng 9, Hùng rủ thêm Phạm Thanh Tùng 26 tuổi trú tại thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn mua SIM điện thoại mới, lập tài khoản Zalo mới để tiếp tục nhắn tin đe dọa lừa tiền của Quy. Hai đối tượng Hùng và Tùng giả danh cán bộ công an tỉnh Lạng Sơn và cán bộ công an huyện Văn Chấn để đe dọa rằng Quy đang bị liên quan tới người phạm tội, sau đó cả hai yêu cầu Quy phải chuyển tiền để chạy trọt nếu muốn thoát tội. Do tâm lý sợ hãi, Quy đã nghe và chuyển tiền vào các số tài khoản khác nhau theo sự chỉ dẫn của đối tượng. Sau khi chuyển tiền nhiều lần mà vẫn bị hai đối tượng tiếp tục nhắn tin đe dọa, Quy nảy sinh nghi ngờ nên trình báo sự việc tới đội điều tra tổng hợp công an huyện Văn Chấn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng triệu tập Hùng và Tùng lên cơ quan công an tiến hành làm việc. Tại đây, hai đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Qua khai nhận, tổng số tiền Hùng và Tùng chiếm đoạt của Quy hơn 170 triệu đồng. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Văn Chấn ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can tạm giam đối với Hùng và Tùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Chuyển sang tin tức tiếp theo, thưa quý vị, bắt giữ nhóm thiếu niên táo tợn chặn đường, dí dao cướp hàng loạt xe máy ở Quảng Bình. Mới đây, công an thành phố Đồng Hới, Quảng Bình phối hợp công an huyện Minh Hóa và phòng nghiệp vụ công an tỉnh Quảng Bình phá thành công chuyên án 1021C bắt giữ 3 đối tượng về hành vi cướp tài sản. Nhóm đối tượng bị bắt giữ gồm có Đinh Long Giang sinh năm 2005, Đinh Trung Dương sinh năm 2006, Đinh Minh Tuấn sinh năm 1998, cùng trú tại xã Hồng Hóa, huyện Minh Hóa. Điều đáng nói Dương và Giang chỉ mới 15-16 tuổi. Tại cơ quan công an, nhóm đối tượng trên khai nhận vì thiếu tiền tiêu xài nên đã thực hiện nhiều vụ cướp tài sản và trộm xe máy trên địa bàn thành phố Đồng Hới, huyện Tuyên Hóa và huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Điển hình vào khoảng 21 giờ ngày 6 tháng 10, cả ba đối tượng di chuyển từ huyện Minh Hóa về thành phố Đồng Hới tìm kiếm con mồi để cướp tài sản. Đến 23 giờ cùng ngày, chúng phát hiện hai người đi xe máy trên đường Võ Nguyên Giáp theo hướng Bắc Nam nên bám theo, ép xe nạn nhân vào lề đường. Giang và Dương xuống xe rút dao chỉ thẳng vào hai người đi xe máy rồi hỏi xin tiền. Nhân lúc các đối tượng sơ hở, người đàn ông đi xe máy đã lấy chiếc dù treo xe, chống trả. Thế vậy, nhóm đối tượng phóng xe chạy trốn. Tiếp đó, đến 23 giờ ngày 4 tháng 10, nhóm đối tượng tiếp tục bám theo người phụ nữ điều khiển xe máy, chở theo người đàn ông chạy trên đường Trần Hưng Đạo, thành phố Đồng Hới. Ngay sau đó, nhóm đối tượng đã ép xe máy nạn nhân vào lề đường, dùng dao kề vào người hai nạn nhân đe dọa, ép họ xuống xe, rồi cướp phương tiện tẩu thoát. Hiện cơ quan công an đã thu giữ tang vật gồm hai xe máy, một điện thoại di động và một số con dao được nhóm đối tượng sử dụng để cướp tài sản. Cơ quan công an tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án và lập hồ sơ xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.